là cái những cái bài hát mà em viết đó thì bố mẹ em không hề thích. Tại vì nó là nhạc rap. Nhưng bố mẹ em luôn ủng hộ em. Bố mẹ em luôn ủng hộ. Và khi em bật nhạc lên thì bố mẹ em lúc nào cũng lắc lư. Nhưng mà thậm chí là không phải là gu bố mẹ em, nhưng bố mẹ em luôn ủng hộ em. Thì lúc đấy thì anh up lên mạng rồi. Thì 1-2 ngày sau thì mình, thì cái niềm vui của em ấy nó là lượt nghe. Niềm vui của em 1-2 ngày sau là khi mà bấm vào cái đường link bài hát của mình mà nhìn lên lượt nghe của mình trên cái trang web Lady KL đó thì nó là niềm vui. Thì ngày đầu tiên là lượt nghe bằng này, rồi ngày tiếp theo là lượt nghe tăng nhiều hơn. Đối với em lúc đó 10.000 người nghe bài hát của em thôi, đó là một cái niềm sung sướng rồi. 10.000 người hả? 10.000 người thôi, hoặc thậm chí chỉ là 100 người thôi. Thì khi mà nhìn thấy cái con số, em nhớ không nhầm thì lúc đó là khoảng tầm 4-5.000 người nghe thôi. Sau mấy ngày tụt? Sau khoảng tầm 3-4 ngày. Trên một trang web, lúc đấy thì không phải trang web Lady KL mà trang web đó là trang web Yêu Ca Hát. Tại vì cái trang web đấy nó cho tất cả mọi người có thể up tất cả những cái bài nào của mình lên trên đấy được. Sau này không có vô trang nữa đúng không? Không biết sống hay chết. Thì đó, thì cái overband này chắc chắn bây giờ nó vẫn còn nằm trên trang rồi. Thì cái niềm vui ngày mấy ngày sau nó là lượt nghe. Rồi niềm vui mấy ngày sau nữa đó là lượt nhận xét ở dưới. Thì mình bắt đầu mình kéo xuống. Thì cái niềm háo hức của em cho đến bây giờ em, cái niềm háo hức của em nó không thể hiện ra khuôn mặt đâu. Lúc đấy cái niềm vui của em nó thể hiện ở trong lòng ấy. Tại vì mỗi lần em xem những lời nhận xét đó thì chỉ có một mình em thôi. Em ngồi trên máy tính và em xem. Buổi chiều hay là buổi tối em cứ ngồi em xem. Dù chỉ là có 5 comment thôi, 5 lời nhận xét thôi, nhưng mà em cứ đọc hết. Đọc lên rồi đọc xuống. Em đọc đi đọc lại. Em đọc mà đến khi nào mà đọc từ sáng đến tối luôn. Mà đúng là chỉ có 5 cái dòng nhận xét thôi. Hay quá, cố gắng phát triển nhé. Overband là nhóm nào? Sao lạ thế? Bây giờ mình mới biết, nhưng thực sự rất là hay. Cố gắng phát huy nha mấy người anh em. Dễ thương quá ha. Dễ thương quá. Lúc đấy đối với mình, cuộc sống nó là màu hồng. Đối với mình âm nhạc nó là màu hồng. Đối với mình âm nhạc không bao giờ có sự tiêu cực. Âm nhạc chỉ có là sự tích cực thôi. Và khi buồn, khi chán, đối với em đó là âm nhạc. Và khi em cảm thấy bế tắc trong cuộc sống, từ lúc đấy cho đến bây giờ thì đối với em vẫn chỉ là âm nhạc. Và đến lúc đó, những dòng nhận xét đó thì mình bảo, thì mình mới nhớ lại cái hôm mà mình xem trên MTV, ITV đó. Người ta có 1.000, 100, 1 triệu khán giả. Nhưng mà đối với mình, bây giờ chỉ cần có 5 khán giả, người ta yêu thương mình, người ta yêu trân trọng bài hát của mình thôi thì đó là một cái niềm hạnh phúc rồi. Thì sau hôm đó, em đem cho 4 người bạn của em xem, thì tất cả anh em đều rất là hạnh phúc. Tại vì cái lời nhận xét đó nó không là tiền, không là vàng, là bạc gì cả. Biết đó nè. Nhưng mà nó cho mình một cái lời thôi thúc để mình không dừng lại. 5 cái lời comment đó là Tùng nhớ rõ từ em từ. Em nhớ rõ luôn. Em chỉ không nhớ là từ ai thôi. Tại vì cái nick thì người ta lập, người ta có thể đặt tên linh tinh được. Nhưng mà em vẫn nhớ mãi 5 lời comment cho đến tận bây giờ. Từ sau khi mà đặt chân vào Lady KL thì bắt đầu nhiều người cộng đồng hip hop biết đến cái tên MTP nhiều hơn. Lúc đó thì mọi người biết đến em với cái tên là MTP chứ không phải là Sơn Tùng MTP. Biết đến cái MTP. Nghĩa là gì em? MTP đơn giản lắm. Music, tài năng và phong cách. Tại vì thực sự là lúc đấy em thích cái nhóm MTV và thích cái kênh MTV. Em nghĩ là mình đặt nên cái gì giống. Thì mình hay là đặt là MTP. Nhưng mà thêm một cái dấu gạch ngang để mọi người phân biệt. Và nó cũng có nghĩa là music, tài năng và phong cách. Thì cho đến bây giờ thì khi mà em nói cái nghĩa của cái tên này ra thì nhiều người vẫn cười. Mọi người bảo là cái tên buồn cười, em để làm gì? Lại tiếng Anh, tiếng Việt. Lại tiếng Anh, tiếng Việt thì còn thêm cái dấu gạch ngang chẳng ra làm sao. Mà sao bây giờ ông vẫn để đấy? Em bảo là nó là kỷ niệm. Với Tùng không xóa cái gì của gì mối tình đầu hết. Em không thể em xóa cái gì hết trơn. Cái phần mềm mà nãy cảm thấy là rất khó xử khi phải xóa đó. Em cảm thấy nó day dứt lòng em và em cảm thấy nó như là một con người có tâm hồn. Cái gì khi mà gần em rồi thì em cũng cảm thấy nó như là một người bạn. Và vứt đi thì nó day dứt lắm. Và cho đến bây giờ thì em vẫn bảo em trai em là không được dọn cái đống máy tính đấy. Mày có thể mua máy tính khác về được dùng những cái khác, nhưng mà không được vứt cái đấy đi. Phải để đấy. Thì bố mẹ em là người mà hiểu em nhất. Tại vì sinh ra một trong gia đình mà ai cũng yêu thương nhau, cho nên là cái tình cảm, mình sống mình rất là tình cảm. Cái gì mình cũng tình cảm. Rồi sau đấy thì bắt đầu cơ hội đến với em nhiều hơn. Với em nhớ lớp 11 thì anh Hoàng nói với em là anh muốn lập nhóm với mày. Một cái nhóm nhạc mang tên là Young Pilots.
Chỉ bên cạnh hoạt động cùng với nhóm Young Ballers đó thì em vẫn có những cái hoạt động vui vẻ cùng như anh em Overband. Thì lúc mà hoạt động với nhóm Young Ballers thì em cũng có thêm được nhiều kinh nghiệm. Thì sau khi hoạt động với Young Ballers thì cũng có rất nhiều kỷ niệm của anh em. Nhưng mà với những anh em lớn hơn, chứ không phải những người bạn của mình, với những anh em lớn hơn, họ cho mình rất là nhiều kinh nghiệm. Kinh nghiệm cuộc sống, rồi kinh nghiệm bài vở, rồi kinh nghiệm lời bài hát. Tại vì khi mà em mới bước chân vào nghề thì cái lời bài hát của em nó rất là giống tuếch. Nó chẳng ra sao cả. Nó rất là giống tuếch và nó chỉ đơn giản là yêu đương rồi chia tay này nọ thôi. Thì khi hoạt động cùng với những anh em thì mình có thêm được những cái kỹ năng nhiều hơn về chỉnh sửa, về phần mềm mix nhạc, phần mềm thu âm. Mình có thêm được rất rất nhiều kỹ năng cho đến bây giờ nó phục vụ cho em, phục vụ cho công việc của em. Và sau khi hoạt động cùng với Young Ballers thì em nhớ là cái lần mà em sáng tác bài tên là Cơn Mưa Ngang Qua. À. Đó là cái lần mà thực sự cái bài hát đó đầu tiên là hát chung cùng với cả nhóm Young Ballers. Thì nó có hai version, một là version chung, nhưng mà cái version này như là không tung ra trên mạng. Còn một version đó, một version riêng là một version solo của em. Thì cái version chung đó là một cái version được diễn trong một cái chương trình cũng tổ chức tiền luôn, cũng tổ chức mua vé tại Thái Bình luôn. Và đó là sân khấu thứ hai được đứng trên đó tại Thái Bình. Thì lúc đó thì MCP cũng có khá là sức ảnh hưởng ở Thái Bình rồi à, cũng có tí ảnh hưởng. Thì được duyệt chương trình này nọ nè, rồi chương trình kết thúc. Thì kết thúc xong thì em nhớ là lần đấy anh Hoàng vẫn rủ đi ăn uống nhưng mà em vẫn không đi. Em vẫn đi về cùng với mấy thằng Overband. Và hôm đấy là trời mưa, chỉ về 4-5 thằng tụ tập ở nhà em thôi. Hôm đấy bọn nó vẫn ngủ ở nhà em. Thì cứ tâm sự chia sẻ, tối nay mày diễn tốt quá, cố lên, ta thấy mọi người dưới ủng hộ nhiều lắm. Sao em bảo đâu, ta thấy cũng đâu ủng hộ nhiều đâu. Mày đứng trên sân khấu sao mày nhìn gì? Bọn ta đứng ở dưới này. Bọn ta đứng dưới này, cổ vũ đông lắm. Thôi mà à, hóa ra vậy à. Thì mình cảm thấy tự tin vào bản thân mình nhiều hơn. Thì từ sau lúc đấy thì những bài hát của em ngày dần càng nên chuyên trở nên chuyên nghiệp hơn. Và em tung bài hát Cơn Mưa Ngang Qua solo của mình lên. Thì lúc đấy thì em biết đến mạng nước rồi, em biết tự up em bài của em lên rồi. Thì lúc đấy thì tự mình cũng có những mối quan hệ riêng, nhưng mà mình vẫn nhờ anh Hoàng up cái bài Cơn Mưa Ngang Qua của mình lên trang nghe nhạc trực tuyến. Thì em nhớ là sau một tuần thôi thì cái bài hát đó lọt vào top xếp hạng, bảng xếp hạng. Mà cái trang nghe nhạc trực tuyến lúc đó thì đó là một cái bảng xếp hạng vô cùng uy tín. Và bài hát của em đứng thứ 7 trong top 10 đó. Em đi học về thì người mà nói cho em biết điều đó đầu tiên đó là anh Thanh cắt tóc. Anh Thanh, nãy giờ lại là quay lại với anh Thanh. Nhân vật vô cùng quan trọng. Nhân vật vô cùng quan trọng. Bài hát mày lên bảng xếp hạng đứng cùng với Trung Mai, ca sĩ nổi tiếng Việt Nam kìa. Cái gì? Thật á? Thật. Vào mà xem, ông chạy, âm mỹ mà ông chạy. Trời đất quỷ thật thôi. Xong rồi khoe bố mẹ, rồi bố mẹ em hạnh phúc lắm. Lúc ấy bố mẹ em vô cùng hạnh phúc. Rồi bố mẹ em cứ như là em đỗ lại cấp 3. Bố mẹ em hạnh phúc. Rồi sau lúc đấy thì có những bài báo nói về cái tên lạ hoắc MGP đâu tự dưng xuất hiện trên bảng xếp hạng. Là người Thái Bình. Rồi tự dưng đứng trên bảng xếp hạng với vị trí số 7, thứ 6, thứ 5. Lúc đó Tùng nhớ là các cái bài trong top 10 là những bài gì của các ca sĩ nào? Thực sự là em không nhớ lắm. Nhưng mà như có bài của The Man, có bài của Cao Thái Sơn, của anh Cao Thái Sơn rồi. Rồi có một số bài nữa. Đông Nhi, Bảo Thi lúc đó có không? Đô Phước Thịnh thì có chưa? Hình như là có chị Đông Nhi thì phải. Em nhớ là có chị Đông Nhi đấy. Thì lúc đấy mình nhìn thấy tên mình đứng cạnh hàng loạt những ca sĩ nổi tiếng ấy. Mình cảm giác là hình như là mình bước thêm được một bước nữa rồi. Ba bước, em đã đi ba bước. Em hả? Đi ba bước, bước thêm một bước rồi. Thì lúc đấy cái tên của em bắt đầu nổi hẳn lên. Thì trên Facebook, lúc đấy bắt đầu em mới dùng Facebook. Thì rất nhiều người đăng ký theo dõi, rồi kết bạn. Thì lúc đấy khi mà em đăng một tấm ảnh lên thì thời ngày xưa em đăng lên thì lúc đó là 500 like, 600 like, 700 like, rồi dần dần lên đến 1.000, 2.000 like, 3.000 like. Mình bảo ai chà, cái tên MTP giờ có vẻ hot quá nhỉ. Mình tự nghĩ trong đầu về ai chà, bắt đầu có vẻ nổi tiếng rồi. Rồi cái bài báo đầu tiên về cái tên của em. Ai viết trên trang báo nào em? Trên trang báo Dinh, New Dinh. Thì cái bài báo đấy nói về cái tên, mang tên là hiện tượng MTP với ca khúc Cơn Mưa Ngang Qua. Đã đánh bật hàng loạt những ca khúc khác để lên bảng xếp hạng. Lần đầu tiên thấy cái mặt mình trống trệ trên một tờ báo. Mà ngày nào mình cũng đọc cái bài trên những cái bài báo trên trang báo đó. Nó là một cảm giác lạ lắm anh ạ. Em không biết tả thế nào. Nhưng mà nói chung là nó lạ lắm và em cảm thấy vô cùng hãnh diện. Lúc đấy thì như kiểu là
hình như là em cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mặt bố mẹ em rất là nhiều. Và em có thể tự tin hơn khi khẳng định nói về ước mơ và điều em muốn. Em ở ngày hôm qua là thu và làm việc tại nhà dì luôn. Đó, nãy em bảo là cái ông chủ nó còn gì cái chưa kể này đúng không? Đấy đúng rồi. Thì đấy, em hát nhiều. Ừ. Thế cho nên là cái bác ấy quá bảo là hát ít thôi để cho không người ta là ngủ. Thế là em bực mình quá. Ở nhà trọ không trả tiền thêm thế mà còn quấy rầy cả khu nữa, nó đóng khó chịu đúng rồi. Thế em quyết định, em bảo mẹ em là thôi mẹ ơi, mẹ đầu tư cho con một cái phòng tường thạch cao. Nó không hạn chế tiếng được nhiều nhưng mà dù sao nó cũng hạn bớt được. Thì làm một cái tường thạch cao cũng khoảng tầm 60 triệu trong cái căn phòng ấy luôn. À, đầu tư trong căn phòng của gì? Vâng, xin phép ông chủ nhà là cho làm cái đấy thì ông cũng cho. Làm sau cái đấy là bắt đầu máy móc mua này. Đầu tư cũng phải gần 100 triệu đấy anh. Tại vì em mua đồ xịn luôn. Bố mẹ em cũng tốn kém em lúc đấy thì em cũng biết. Thì em cứ bảo là thôi, bố mẹ cố cho con đi. Nhưng mà em kể cho phòng nhà nó nhỏ quá mà làm sao được. Nhỏ quá con không làm được, phải làm một cái phòng riêng. À không, em vẫn làm được cái phòng thu âm nha. Trong đó luôn hả? Vâng, trong đấy nó khoảng tầm từ chiều ngang là 1 mét. Lấy cái bàn toilet này làm chủ nãy này. Chiều ngang là đây, từ đầu đây nhá, cho đến chỗ này. Đấy là chiều ngang nha. Trong hồi sâu thì đến chỗ cái kia. À, rộng hơn toilet. Rộng hơn. Thế đấy em làm đấy. Xong rồi cho em một cái em nhét luôn cái giường ngủ em vào đấy được không? Xong rồi nó chật lắm rồi anh ơi, nó chật lắm. Thì em ngồi trên giường em thu luôn. Đấy. Rồi có một cái bàn, để cái bàn này phát là không còn chỗ ngồi cho ghế nữa, là phải ngồi trên giường luôn. Ai biết chuyện này không ta? Chẳng ai biết, chưa ai biết chuyện này chưa. Cái một vị trí đó trong căn nhà đó, căn nhà thuê mà diện tích nhỏ xíu đó là cho ra đời hai ca khúc đình đám. Em của ngày hôm qua. Và âm thầm bên em cũng ra từ đấy luôn. Chắc ai đó sẽ về cũng ra từ đấy luôn. Thế à? Vâng. Tại vì em sáng tác từ đấy. Còn sau này bắt đầu em mới thu lại. Còn những bài hát đó là sáng tác từ đó luôn. Còn em ở ngày hôm qua là hoàn chỉnh tất cả từ A đến Z là từ căn phòng đấy. Em viết một bài khác về căn phòng ngày hôm qua.